Học theo Ngọc Trinh về cách dưỡng da, bí kíp dưỡng da từ bột mì chẳng tốn đến 10.000 đồng mà lại đẹp gấp trăm lần ken trộn. Chẳng những được phái mạnh mến mộ nhiều vòng eo 5-6 chứ danh, Ngọc Trinh còn khiến bao phái đẹp trầm trồ bởi làn da mịn màng và trắng bóc. Trên thực tế, để duy trì được làn da đẹp như vậy, dù công việc cần phải trang điểm nhiều, nữ hoàng nội y vẫn có bí kíp riêng của mình. 1. Cách rửa mặt để thu nhỏ lỗ chân lông. Chuẩn bị một chậu nước lạnh hoặc là nước đá, một chậu nước ấm có độ nóng vừa phải, tránh gây bỏng da, 1 đến 2 viên đá lạnh. Cách thực hiện: bước 1, bạn hãy sử dụng chậu nước ấm trên rửa sạch mặt. Trong quá trình rửa mặt bằng nước ấm, dùng đầu ngón tay massage nhẹ nhàng lên bề mặt da để loại bỏ bã nhờn và làm lỗ chân lông được thông thoáng. Bước 2, sau 2 đến 3 phút rửa mặt bằng nước ấm, bạn hãy nhanh chóng đổi sang thau nước lạnh hoặc là nước đá, massage da thêm 1 phút nữa. Tác động nhiệt sẽ giúp xe khít lỗ chân lông, ngăn ngừa sự hình thành và nhân mụn. Bước 3, bạn dùng khăn mềm thấm nhẹ và sau đó lấy một viên đá lạnh láng đầu bề mặt da, đến khi đá tan hết, thấm khô một lần nữa là xong. Tác dụng: theo lời Ngọc Trinh, ngay từ sau lần đầu tiên áp dụng cách rửa mặt bằng nước ấm và nước lạnh như thế này sẽ có hiệu quả ngay lập tức. Sau khi hoàn tất quá trình, bạn hãy sờ nhẹ lên làn da và cảm nhận rõ bề mặt da láng, mụn hơn và có độ săn chắc, có nhờ tác động của nước lạnh. 2. Dưỡng da trắng hồng mịn màng từ bột mì. Chuẩn bị nguyên liệu: 1 thìa bột mì, 1 thìa mật ong nguyên chất, 1 thìa sữa chua không đường, bát nhỏ và thìa. Cách thực hiện: bạn hãy trộn mật ong vào bát, đổ sữa chua vào chung rồi trộn đều thành 2 phần đồng nhất, có độ sền sệt. Sau đó, bạn xúc bột mì cho vào, dùng thìa trộn tiếp cùng với mật ong và sữa chua cho đến khi hỗn hợp này được đặc lại, hơi dính thì để khoảng từ 3 đến 5 phút thì mới đem ra sử dụng. Bước 2, dùng với nước ấm vệ sinh bề mặt da, nhẹ nhàng massage để tẩy bớt bã nhờn và bụi bẩn bám ở trên da và năng lông, giúp làm sạch lỗ chân lông. Bước 3, bạn thoa hỗn hợp sền sệt vừa tạo ra, tán đều để hỗn hợp tiếp xúc với cả bề mặt da, ngấm sâu, giữ khoảng từ 20 đến 30 phút. Bước 4, dùng nước mát rửa lại mặt cho sạch hỗn hợp. Sau cùng, bạn có thể dùng một viên đá lạnh láng qua da để làm se khít lỗ chân lông. Mỗi tuần duy trì cách thực hiện này từ 2 đến 3 lần để có kết quả tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn sớm có làn da đẹp như Ngọc Trinh nhé!